Dạ đồ hiệp sĩ em, cái thằng Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua đã rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm chồng. Đặc biệt là trong thời gian qua phải nói rất nhiều các chị em gái về đây tìm chồng. Phải là nhiều câu chuyện phải nói là anh em Bình Dương tìm hiểu ra thì cái câu chuyện là té ngửa nó đi một hướng khác. Nhiều gia đình về đây báo thông tin thậm chí là kể cả cha cả con về báo thông tin là vợ ngoại tình nhưng thực sự câu chuyện này đi rất xa, cuối cùng không phải. Ở nhiều câu chuyện thì vợ không đi, chồng có thể là bảo vệ vợ và nó là vợ buồn giận đi đâu đó nhưng thực sự là vợ lại đi ngoại tình. Không hiểu lý do nào đó mà hiện nay đến thời điểm này anh em chị Bình Dương ghi nhận một ngày có thể là hàng chục thậm chí hàng vài chục trường hợp vợ hoặc chồng, thậm chí nhiều cô rất lớn tuổi này quen biết với những người lớn tuổi đến giờ phút này vẫn bị những phi công già lừa đảo, lừa tình và lừa tiền. Thì hôm nay sáng nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục là tiếp nhận một thông tin, một em gái hiện nay ở một tỉnh rất xa hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm chồng. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em gái nha, em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Hạnh ạ. Nguyễn Thị Hạnh nha. Dạ. Nguyễn Hạnh năm nay nhiêu tuổi đấy em? Dạ, em 30 tuổi ạ. Rồi em nguyên quán ở đâu? Dạ, em nguyên quán là ở Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh ạ. Nguyên quán Hà Tĩnh, hiện nay mình Dạ. đang sống ở đâu em? Dạ, em đang sống ở Bình Hòa, Bình Thuận An, Bình Dương ạ. Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương ha. Dạ. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai đấy? Dạ, tìm chồng của em tên là Hoàng Minh Trương ạ. Hoàng Minh Trường. Dạ. Chồng em nhiêu tuổi rồi? Chồng em 39 tuổi. Ừ, chồng em có cùng quê không? Ra ở cùng quê luôn ạ. Rồi, em cho anh biết này, hai vợ chồng em có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Ừ. Hiện nay là chồng em đi lâu chưa? Chồng em đi từ ngày 23 tháng 7 đến giờ ạ. 23 tháng 7. Dạ. Hôm nay 27 tháng 7. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng. 4 tính ngày là ngày thứ 5. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Ừ. Em có biết là lý do tại sao mà chồng em lại bỏ 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 con đi không? Dạ không, nghĩa là đi anh đi làm ở công ty Asama nhưng vẫn đi làm bình thường Công nhưng ty mà gì? Công ty công gì? ty Asama. Asama. Dạ công Công ty ty. nó nằm ở đâu? Công ty nằm ở gần ngã tư 550, cầu cầu vượt ngã tư 550 á. Ừ, Gần cầu vượt đó. ngã tư năm 50. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ chồng em là tại sao mà đi về đi làm mà đi đâu? Cụ thể. Dạ ngày chủ nhật là anh đã được công ty cho nghỉ nên là đi lên nhà bạn ở ngã tư ga. À, để chơi cái một giờ chiều cùng ngày đó là anh bạn ở ngã tư ga là nhắn gọi xe grab cho đặt xe grab cho anh Trường về nhưng mà về nhà thì em không thấy anh nó về nhà mà có gọi điện lên cho bạn của anh ấy, bạn nói là một giờ hơn là anh gọi điện cho xe Grab tới chỗ quán nhậu chở anh đó về luôn, về tới địa chỉ là 550 Bình Dương ạ. Mà em về thì không thấy về nhà, rồi gọi điện thì lúc đầu là nghe máy nhưng ý là kiểu như là đổ chuông nhưng mà không nghe máy, xong rồi đến tối khuya em gọi là gọi liên tục thì thấy thuê bao. Rồi nhắn thấy mở mạng thì em nhắn tin Zalo mà vẫn thấy nhận tin nhắn nhưng mà không có trả lời lại. Rồi qua ngày sau là em cũng tiếp tục gọi mà thấy thuê bao rồi mạng cũng không thấy mở, không thấy truy cập nữa. Em cho nhỏ này, hai vợ chồng em được mấy người con rồi? Dạ một người con trai 8 tuổi ạ. Trai 8 tuổi nha. Dạ. Hai vợ chồng em sống tại Bình Dương lâu chưa? Dạ em thì vô đây làm 4 năm rồi, còn chồng em thì lúc trước làm ở ngoài quê xong mới vô từ đầu tháng 2 á. Ừ. Phần Trước. hai vợ chồng cũng xa cách nhau đúng không? Dạ. Mới sống gần nhau đây thôi đúng Dạ không? đúng rồi. Ừ. Trước là em quen chồng em là có cưới xin đầy đủ không? Dạ có cưới xin đầy đủ luôn ạ. Ừ. Rồi, hai vợ chồng em trong những ngày tháng vừa qua ấy, là sống tại Bình Dương này ấy, là Dạ. hai vợ chồng em sống có hạnh phúc không? Dạ có bình thường Chồng đi. em có là chửi em không? Dạ không, không chỉ Hai vợ nhau. chồng có gây lộn không? Dạ không ạ. Không luôn. Dạ. Chồng em đi làm về hàng tháng đưa tiền cho em không? Dạ có, đưa làm công ty bảo vệ thì được tháng 6 triệu, công ty đó là được tháng 6 triệu thì anh cũng đưa cho em. Tháng thì anh đưa cho 3 triệu, tháng anh đưa cho 3 triệu rưỡi. Thế còn em làm công việc gì? Dạ em làm công ty may mặc ở khu công nghiệp Đồng An á. Ừ, thu nhập Ừ. đã ổn không em? Dạ cũng tầm khoảng 8 đến 9 triệu. Vậy là hai vợ chồng thu nhập như vậy theo em nghĩ là có ổn không? Dạ cũng nói chung Đủ cũng nuôi con không? dạ Đủ có ha. đủ ạ.
Rồi. Trong thời gian vừa qua thì em thấy tính tình chồng em làm sao? Nó có thay đổi không? Tính tình chồng có thay đổi kiểu gì không? Ý là năm ngoái là anh ở quê anh bị tai nạn á, bị trên phần não đông trong não xong rồi mổ á, là tính tình của anh là cũng hơi trầm tính hơn rồi, ít ít nói chuyện hơn, mà lúc trước thì hoạt bát nhanh nhẹn hơn á, nhưng mà giờ thì sức khỏe bị vậy rồi, xong sức khỏe yếu hơn thì làm cũng yếu hơn, nên là em nghỉ ở nhà một năm, xong rồi đến năm nay thấy sức khỏe anh đỡ hơn thì nói thôi. Nếu mà làm ở quê công việc nặng với lại thời tiết nó khắt khe hơn á, nên xin vô đây làm. Em nói thôi vô đây em xin hỏi công ty bảo vệ cho anh làm cũng cho khỏe cũng được, thì anh cũng chịu vô làm. Thế là hai vợ chồng sống gần nhau. Nhà Con em đang sống ở đâu? nhà con em đang sống ở nhà ngoại Ngoài mà ngoài cũng quê ở quê nhà. Vậy là em thỉnh thoảng có về quê thăm con Dạ em đi thì đầu năm em đến Tết em mới Tết về. phải về thăm con, thăm gia đình một lần ha. Nhà. Chắc nhớ con lắm ha. Mà em đi cũng quen rồi, với lại chỉ có thấy là anh hay uống rượu thôi ạ. Chồng hay uống rượu. Chồng em ngoài uống rượu ra còn chơi bời còn nghiện gì nữa không? Lúc trước ở quê thì nghe nói cũng có chơi ma túy, với lại hay đánh bài bạc rồi cờ, đánh đề đóm vé số này đó. Xong mà cái đợt Tết em về quê thì mọi người nói là anh Trường này ngoan rồi, từ khi mà bị tai nạn, bị chấn thương trên đầu đó, là cái mất mất quen luôn, mất mất cái dính ma túy đó, không có chơi nữa, ngoan rồi. Giờ là ngoan rồi, khác trước rồi đúng không? Rồi em cho anh hỏi này, vậy là hai vợ chồng em ấy là cuộc sống tối đến là sáng đi hai vợ chồng đi làm, tối về có về gặp nhau Dạ có gặp không? Tối nhau. nào gặp nhau, ai là người nấu cơm ai ăn? Dạ em là người nấu mà, ý là anh Trường làm bảo vệ nhưng mà làm ca ngày á, là 6 giờ đi 6 giờ tối về. Em thường thường nhưng thường thường em về sau hơn á, em đi làm về sau hơn thì thấy anh cũng về ở nhà đó, tắm giặt nghỉ ngơi ở đó rồi xong nấu cơm thì Em ăn thấy thôi. trong những thời gian vừa qua là chồng em sống ở tại Bình Dương với em là bao nhiêu thời gian rồi? Đến giờ phút này là bao nhiêu thời gian rồi? Tính ngày âm thì anh vô cuối 24 tháng 1 âm lịch á, là đến nay luôn ạ. Mới có khoảng 6-7 tháng ha. Dạ. Trong 6-7 tháng qua thì em thấy chồng em thực sự có thương yêu em không? Dạ có. Thương ha. Đến giờ phút này chồng em đi như vậy ấy, là bao nhiêu ngày rồi? 4 ngày đúng không? Dạ, tính ngày này là gần ngày thứ được 5 ngày, ngày ngày thứ này là ngày năm. thứ năm Dạ. rồi, gọi là sang ngày thứ năm ha. Dạ, sang ngày thứ năm. Theo em ấy thì chồng em đi như này mất tích tại sao, lý do gì theo em? Theo em thì em cũng có lên phường để khai báo thông tin á, thì mọi người nói là không phải mất tích, chắc là anh này bị đánh bài bạc thì nó hôm chủ nhật có hôm hôm chủ nhật có vụ công an đi truy tìm bắt cóc, bắt bắt mọi người ở đánh bài đánh bạc với lại trích thuốc gì đó. Xong rồi em nói là về cho em hỏi là anh tìm giúp em coi có trên cái thông tin người bị bắt đó có anh tên Hoàng Minh Trường không, người đó là chồng của em. Xong rồi mọi người truy tìm thì nói là không có, tìm tên thì nói là không có tên Hoàng Minh Trường, nếu mà có tên của Hoàng Minh Trường thì công an sẽ gọi điện đến cho người nhà để biết thông tin anh Trường bị bắt á, mà không có, không có, mấy ngày này cũng không có ai liên lạc cho em, nói là anh Trường bị bắt hết á. Vậy theo em nghi ngờ chồng em tại sao bỏ em? Thì Hay là chồng em em có bồ khác không? đã không, cái đó thì chắc chắn là không có. Chắc chắn luôn hả? Em có tin tưởng chồng em không? Là em tin tưởng chồng em luôn đó, Tin luôn hả? tại vì em ở, em vô đây làm là anh ở nhà, là em vô đây khoảng 4 năm là anh ở nhà không á, em cũng không có nghi ngờ gì về vấn đề đó, nên là em cũng loại trừ cái thông Giờ là tin em đó. rất tin tưởng chồng, gọi là chồng không ngoại tình. Thế là vẫn chỉ vấn đề đó, còn vẫn Chồng em em có hay lên mạng không? dạ ít khi Có ạ. chơi game trên mạng không? Dạ không.
Còn đến giờ phút này em chỉ nghi ngờ là chồng em chơi bời gì đó, đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác. Với lại hoặc là nghi ngờ em hỏi bữa hôm em hỏi anh tổ trưởng ở trong công ty anh đã làm á, là nói anh trường trực trực chỗ trực mà không hay rời bỏ vị trí để đến đánh bài á, đi đánh bài vậy thôi. Và À, em đi cũng chợ nhưng có mà hay rời vị trí để đi đánh bài. em cũng nghi là sợ anh ấy đánh bài bạc gì đó không có tiền trả rồi người ta bắt gì em, cho chỉ có nghi ngờ Sợ như vậy, em chồng dạ em sợ nghiện như nghiện vậy. bài nghiện bài vậy hả? Dạ hay đánh bài Hay đánh bài hả? Trời ở ơi. quê cũng hay đánh. Đánh thua lỗ không? Mất không? Hay được? Nói chung là cũng biết được hay mất mà anh ấy là có tiền thì anh ấy đánh thôi, chứ còn không có nói là nghiền đến mức mà trộm cắp hay này nọ là không có. Còn là em rất tin tưởng chồng ha. Gọi là chồng đi với người khác là không có. Chỉ sợ là chồng chơi bời dính líu vào cái gì đó thôi, đúng không? Dạ đúng rồi em cũng Từ nghĩ hôm chồng em đi giờ có báo tin cho em là chồng em sẽ đi đâu không? bữa hôm đó là chủ nhật em cũng ở nhà, anh ấy rủ lên mấy anh em ở trên ngã tư ga đó chơi, cũng mấy anh đó là cũng ở cùng quê gần nhà, thì em nói là thôi được ngày chủ nhật nghỉ á, em thấy đau đầu quá mà đi thì cũng xa, đi nếu mà không có mình không có xe máy á, đi xe buýt thì mệt rồi, đi đến chiều về mệt đó, thôi em ở nhà ngày mai đi làm. Thế anh nói vậy thôi anh đi mình cũng được, vậy thì anh ấy đi. Thế là đi mất tích luôn. Nha. Đến giờ phút này luôn. Nha. Đi thì thấy em cũng thấy là đến trưa trưa anh có gọi cho em nói là đang ở trên bàn điệp nhậu, rồi chụp hình ảnh gửi cho em là uống ngoài ngoài quán á, chụp hình ảnh bia rượu với đồ nhậu á gửi qua cho em Là có đúng không? là có. Nhưng mà sau đó là chiều mất tích luôn. Dạ Từ lúc đó đến giờ phút này không hồi âm cho em. dạ Em có nhắn tin gọi điện mà chồng em không trả lời. dạ ý là có buổi chiều chiều đó khoảng chừng 4 giờ hơn á, là có một cuộc gọi nhớ là chồng em gọi, nhưng mà lúc đó em đi ra ngoài em để điện thoại ở nhà, rồi xong rồi về em thấy một cuộc gọi nhớ thì em gọi lại nhưng mà không có nghe máy. Em có nghi ngờ cái người đó người ta báo tin cho em không? Cũng có là gọi về điện về ngoài quê á, ý là gọi cho em không được, xong rồi gọi điện về cho ngoài quê nói là anh là ở cái người đó nói là anh là công an tỉnh Bình Dương Ồ. nói vậy đó, mà em cũng không biết chắc chắn không, ý là anh nói vậy xong rồi nói hỏi người ở quê nói chị đang ở đâu, chứ anh Trường đang ở bệnh viện. Cái người ở quê nói là em đang ở Hà Tĩnh, xong rồi cái anh này nói là giờ nếu mà không có người nhà ở đây thì thôi để em tắt máy để em theo việc của em, vậy là tắt máy luôn, xong rồi ngồi, cũng không nói rõ là Tại sao em người nhà em không gọi lại cái số đó hỏi xem ở đó hiện nay là chồng em đang ở đâu? ý là gọi người đó là gọi số máy của anh chồng em luôn mà gọi không được. Nhưng bây giờ đến giờ phút này cái điện thoại nó không gọi được. Dạ Chồng em xài điện thoại gì? rồi điện thoại cũng Samsung cảm ứng. Cảm ứng. Có nghĩa là em đang nghi ngờ là chồng em có thể là nhờ người khác gọi điện hoặc người ta mượn điện thoại hoặc người ta cầm điện thoại Dạ của đúng chồng rồi, em người ta gọi điện về gia đình. dạ thế đó, em cũng Nhưng mà nếu có chồng em khóa máy thì làm sao? À chồng em điện thoại chồng em có mật mật khẩu không? Chồng em có là cài mật khẩu. có là Có mật có khẩu thì nếu chồng em không mở lại người khác đâu có mở được. thì đó em Đúng cũng chưa? dạ Vậy là người ta báo tin như vậy. người ta báo tin như vậy mà cũng không nói rõ là anh Trường ở bệnh viện thì ở bệnh viện nào để mình biết đến đó mà tìm á, mà không Thì không hôm không bữa là có chồng em nhậu ở đâu? nhiều ở trên chỗ ngã tư ga Là từ ga em hỏi thăm những gần đó những bệnh viện gì, em tới bệnh viện những cái bệnh viện gần đó em hỏi. ý là em hỏi anh bạn mà anh Trường lên đó chơi á, là anh ấy nói là nhậu xong là 1 giờ hơn là anh ấy gọi xe Grab gọi cho anh Trường, đặt cho anh Trường về Bình Dương này rồi, xong rồi em nói vậy thì anh xin cái số anh Grab đó coi thử để em gọi để nhờ anh gọi dùng coi thử xe Grab đó chờ anh về tới nơi chưa, thì cũng gọi được cho anh Grab, anh nói là
Chờ anh về đúng địa chỉ là ngã tư 550 rồi. Trở về ngã tư 550 rồi. Thì em sau bữa hôm thứ ba là em cũng có tài thấy công an báo là anh ở bệnh viện á, thì em cũng có vô bệnh viện Quân Đần 4 mà không, họ nói là không có tên nào Hoàng Minh Trường vô đây cấp cứu nhập viện gì hết. Vậy là thông tin hiện nay cũng chưa biết là đúng hay sai. Cũng căng, cái này cũng rất khó đúng không? Đến giờ phút này thực sự cái thông tin để mà chồng em mà bỏ đi theo người khác thì không có rồi. Mà nếu công an bắt thì chắc chắn người ta sẽ báo cụ thể đúng không? Dạ đúng Mà bây giờ có nhiều thông tin là báo là chồng em đang nằm trong bệnh viện mà chưa biết đúng hay không. Mà rồi. hiện nay số điện thoại thì không gọi được nữa. Ờ, đi số điện Cái thoại. số bây giờ còn gọi đóng hay thuê bao đâu? Số của chồng em đó. Ý là em cũng không biết là anh chặn số em hay sao, mà ý là em gọi hoặc là mấy người mà thân quen bạn bè là không có gọi được, chỉ có người bạn làm chung công ty với anh á, là em cũng có đến nó hỏi, nói là em có gọi được cho anh Trường không, hay là anh Trường có gọi liên lạc gì cho em không, là anh đó anh em thấy anh đó không đi làm nên là em cũng có gọi điện thoại, nhưng mà em gọi thì đổ chuông nhưng mà không bắt máy. Cái hồi tối em gọi lại nữa, em nói mày hôm nay em có gọi được cho chồng chồng chị không, anh cho anh Trường không, bạn ấy nói là em gọi đổ chuông nhưng mà không bắt máy, nhưng mà em lấy số của em gọi thì lại thuê bao đấy đó, Có là số người quen để chặn máy đúng không? là không Chặn gọi được. Em hỏi mấy anh bà con bạn bè của anh nói gọi dùng coi thử được không, mấy anh nó cũng nói là gọi thuê bao. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này? Hy vọng là chồng em, nếu thực sự vì lý do nào đó mà chồng em không muốn liên hệ với cha gia đình thì chồng em hãy báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương, hoặc chồng em liên hệ cho em rồi mời em. Em có điều nào nói chuyện với chồng đi. Thì em cũng mong là đến đây nhờ hội hiệp sĩ Bình Dương tìm giúp em, nếu mà anh Trường có lý do nào đó để bỏ đi không có về nhà, thì cũng mong anh liên hệ với em để biết được anh giờ đang ở đâu. Chứ người nhà đang rất lo lắng, đang sốt sắng đi tìm á. Nếu mà có gì thì báo với em, không nếu mà dần em chuyện gì đó thì không gọi cho em thì cũng gọi cho người nhà để biết thông tin là em ở đâu, anh ở đâu, cho người nhà với em đỡ lo. Em thực sự đến giờ phút này em có thương chồng không? Dạ có. Yêu chồng chứ không? Thì cũng ý là anh hay chơi bài bạc thì em cũng có thương Thương thì thương nhưng mà vẫn nhiều khi cũng buồn ha, chồng chơi bời ha. Chứ yêu thì vẫn yêu đúng không? Nếu chồng em mà nói là bây giờ không sống với em nữa, sống với người khác, sống với người phụ nữ khác, em nghĩ sao? Buồn không? buồn thì cũng buồn, nhưng mà nói là sẽ nếu mà hết nhân duyên ra thì thôi rồi bỏ cũng được. Phải chấp nhận ha. Dạ, chấp nhận. Nói chung là đó là số phận rồi. Dạ, đúng. Nhưng mà dù gì cũng phải báo tin cho em. Dạ. Còn sống với nhau hoặc còn ở với nhau hay còn thương yêu nhau hay không nữa thì cũng phải báo tin cho em. Dạ, bởi vì mình cũng còn có một đứa con rồi á. Thực sự là anh cũng rất thương. Bởi vì em chia sẻ này anh thấy cái câu chuyện mà một người phụ nữ mà sống với chồng chồng suốt ngày đi chơi bời này thì không ai mong muốn điều đó. Nhưng mà bỏ nhau thì không bỏ được đúng không? Ghét thì cũng chẳng hẳn là không ghét được, bởi vì tuổi đời tụi em cũng còn rất nhỏ và bản thân hiện bây hai vợ chồng một người con chung đúng không, cũng không ai muốn bỏ nhau để con mất cha mất mẹ đúng không. Nhưng nếu đường cùng mà thực sự mà chồng em không muốn sống với em nữa, muốn sống với người khác thì đó nó cũng là số phận em nhé. Thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương cố gắng đăng tải video nhanh nhất có thể, thì hy vọng các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức Hoàng Minh Trường đang sinh sống ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách báo tin cho gia đình hoặc khuyên em Trường quay trở về cùng với vợ với con của mình. Bởi vì hiện nay ấy, là người vợ thì từ một tỉnh rất xa vào đây cũng không anh em bà con. Đến giờ phút này hai vợ chồng lương tựa vào nhau, không hiểu lý do nào đó chồng đến giờ phút này bỏ đi hoặc mất tích ngày thứ năm rồi, không có thông tin báo cho gia đình. Hiện nay gia đình cũng rất lo lắng và rất hoang mang.
thì hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tải thông tin lên. Rất mong các cô chú anh chị tiếp tục giúp đỡ đội hiệp sĩ Bình Dương để đội hiệp sĩ Bình Dương sớm tìm ra người thân cho em gái này. Em còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không em? Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương, cũng rất mong được sự giúp đỡ của các cô các chú bác ở ngoài, nếu mà được giúp em chia sẻ lên để sớm tìm được anh ấy về nhà cho người nhà đỡ phải lo lắng ạ. Ừ, Em xin chân thành rồi. cảm ơn ạ. Anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em nhé. Rồi em có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tải cái nội dung cái hình ảnh của em tìm chồng lên tất cả trang mạng xã hội tìm chồng em không? Dạ em đồng ý. Rồi, ok, cảm ơn em rất nhiều nhé. Dạ. Rồi, kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây tiếp tục mà một em gái phải nói là rất dễ thương về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm chồng. Hiện nay theo thông tin gia đình của em gái cung cấp thì có rất nhiều lý do. Rất nhiều lý do hiện nay bí ẩn, chưa biết lý do cụ thể là lý do gì, chồng đi theo người khác hay là vì lý do là chơi bời hoặc đi đâu đó mà hiện nay mất thông tin. Anh em hiệp sĩ Bình Dương cố gắng đăng tải video nhanh nhất có thể, rất mong các cô chú chị tiếp tục đồng hành giúp đội hiệp sĩ Bình Dương. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương xin kính chúc các cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì các cô chú anh chị tiếp tục đồng hành cùng với đội hiệp sĩ Bình Dương. Dạ, xin thân ảnh cảm ơn các cô chú anh chị và rất nhiều.